Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website mẫubảnve.vn. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu nhà cấp 4 mái Thái của gia đình anh Dương Văn Hải có địa chỉ tại Bắc Cạn. Ngôi nhà được thiết kế bằng phong cách tân cổ điển là sự pha trộn giữa các đường nét cổ điển phương Tây cùng sự phóng khoáng hiện đại. Tất cả hòa quyện một cách nhịp nhàng tạo nên một tổng thể bắt mắt, sinh động. Lột tả mạnh mẽ từ lối thiết kế tinh xảo, màu sắc chủ đạo được sử dụng gam màu trắng tinh tế, mang đến dáng vẻ đẳng cấp, sang trọng. Không những vậy, việc lựa chọn màu chủ đạo còn giúp công trình trở nên hài hòa hơn, thậm chí loại bỏ sự lỗi mốt hay không hợp xu hướng. Hình khối kiến trúc ngôi nhà được dựng lên cân đối và hài hòa, từ cốt sân lên tới cốt nền thông qua hệ bậc thềm dẫn lối được ốp lát đẹp mắt. Hai bên còn được thiết kế lan can tạo thêm điểm nhấn. Nhìn từ xa vào khu vực sảnh chính có thể cảm nhận được sự thoáng đãng từ việc thiết kế phần gờ mái hình vòng cung giúp mở rộng tầm nhìn, đồng thời phần cột trụ theo thức cột La Mã mang đến dáng vẻ chắc khỏe, nâng đỡ công trình phần nào được vững chãi và giảm bớt sự đồ sộ từ hình khối xây dựng. Tiếp tục phát huy những vẻ đẹp phương Tây cổ điển, những ô cửa sổ được thiết kế vòng cung kết hợp những đường phào chỉ chạy xung quanh viền tại phần đầu hồi được nhấn nhá bởi những con sơn cùng những ô cửa sổ giả, nét trang trí đặc trưng ở những ngôi nhà kiến trúc Pháp, vừa mang đến diện mạo vô cùng mới mẻ, lại tạo những điểm nhìn thông thoáng. Không quá nhàm chán, tường nhà cũng được nhấn nhá từ những nét kẻ chỉ ngang tường, tô điểm thêm những mảng tường màu đối lập được sơn giả đá vô cùng sinh động. Biến hóa công trình giúp không gian bên trong không bí bách hay thiếu ánh sáng, toàn bộ hệ thống hệ cửa sổ của ngôi nhà đều được sử dụng chất liệu nhôm kính sinh pha. Ưu điểm của nó giúp phần không gian trở nên thoáng đãng hơn, đảm bảo điều kiện lấy sáng tốt nhất. Không những vậy, với chất liệu kính còn mang tới cái nhìn đa chiều, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng cho tổng thể. Điểm đặc trưng không thể không nhắc đến đó là phần mái, được thiết kế theo hệ mái Thái với những lớp xếp tầng đong đối hướng đến cái nhìn nguy nga trắng lệ. Hơn thế, theo tính chất thiết kế với độ dốc thoải còn giúp thoát nước tốt khi trời mưa xuống, tránh trường hợp thấm rột, ứ đọng nước gây tổn hại đến tuổi thọ và mỹ quan ngôi nhà. Ngói lợp được lựa chọn sử dụng loại mái Romantic không nung, một chất liệu ngói cao cấp, giúp tản nhiệt và thích ứng điều kiện thời tiết tự nhiên một cách tối ưu. Ngoài ra, xét về yếu tố phong thủy, mái Thái có tác dụng thu hút nguồn năng lượng tích cực cùng lượng cát khí rất tốt, được các chuyên gia phong thủy đánh giá rất cao. Vì vậy, ở những công trình quy mô rất ưa chuộng mái Thái. Tiếp theo, chúng tôi xin mời các bạn hãy cùng tham quan công năng sử dụng bên trong ngôi nhà. Từ khu vực sảnh chính bước vào chính là không gian phòng khách vô cùng rộng rãi, có diện tích 30,7 m². Có thể nói đây là khu vực chính của ngôi nhà, có lối liên thông với phòng thờ và không gian phòng bếp. Từ phòng bếp còn có lối dẫn ra khu vực sảnh phụ rất thuận tiện. Dọc theo lối hành lang phía cuối nhà là nhà vệ sinh chung 3,4 m². Tiếp theo đó chính là không gian 4 phòng ngủ của ngôi nhà, lần lượt phòng ngủ 1 17,8 m² cùng với nhà vệ sinh khép kín, phòng ngủ 2 và phòng ngủ 3 đều có diện tích 13,8 m², phòng ngủ 4 cũng có diện tích 13,8 m², tuy nhiên được kết hợp thêm nhà vệ sinh khép kín bên trong, diện tích 3,4 m². Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu nhà cấp 4 mái Thái mang phong cách tân cổ điển. Nếu như bạn đang có nhu cầu mua bản vẽ hay có mong muốn được thiết kế một mẫu bản vẽ riêng cho ngôi nhà của mình, xin hãy liên hệ ngay tới hotline 0989 222 620 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!